Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách lọc dữ liệu. Và bài học hôm nay của chúng ta là lọc dữ liệu tự động. Để lọc dữ liệu tự động thì chúng ta trước tiên vẫn phải có một cái bảng dữ liệu như trên màn hình của chúng ta. Bây giờ chúng ta không muốn hiển thị toàn bộ bảng dữ liệu này mà chúng ta chỉ muốn hiển thị những sản phẩm có giá bán ra là 16,8 đô chẳng hạn. Thì làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Trước tiên chúng ta sẽ đặt con trỏ trong vùng soạn thảo vào data và menu data và chọn filter, sau đó chúng ta chọn auto filter. Các bạn để ý thấy rằng sau khi chúng ta kích chọn auto filter thì auto filter thì tại các dòng tiêu đề đều có các cái nút mũi tên chỉ xuống ở đây để cho khi chúng ta kích vào chúng ta có thể lựa chọn các cái giá trị để chúng ta lọc. Ví dụ chúng ta chỉ muốn hiển thị các cái sản phẩm mà có giá bán là 16,8 đô thì chúng ta chỉ việc kích 16,8 đô. Như vậy các bạn thấy rằng các cái sản phẩm khác có giá bán khác thì sẽ bị loại bỏ ra khỏi cái khung hiển thị và nó chỉ hiển thị cho chúng ta là giá bán là 16,8 đô. Bây giờ chúng ta muốn hiển thị lại tất cả thì chúng ta chỉ việc kích vào và chọn All. Bây giờ chúng ta muốn như thế này, chúng ta muốn hiển thị với nhiều điều kiện khác nhau thì các bạn có thể lựa chọn. Ví dụ ở đây chúng ta chọn số lượng là số lượng vân vân. Ví dụ 35 thì chỉ còn 1. Bây giờ chúng ta lại nói giảm giá phải giảm giá thì ở đây chỉ còn 0,15 chẳng hạn. Đấy, thì các bạn tùy theo sau khi mỗi khi các bạn kích chọn cả cái điều kiện thì chúng ta có thể rút gọn lại bằng thêm nhiều điều kiện lọc khác nhau. Ví dụ chúng ta nói số lượng bán ra phải là 15 thì chúng ta chỉ việc kích vào 15. Chúng ta thấy có hai sản phẩm này. Tuy nhiên chúng ta lại nói là số lượng bán ra 15 nhưng mà chúng ta chỉ chọn cái giảm giá là 0,05 thôi. Thì chúng ta kích chọn ở đây và chúng ta chọn 0,05. Thì lúc này lại cái bảng kết quả lại được co hẹp lại thêm nữa. Là chỉ còn có một sản phẩm là Ravioli Angelo này. Đây là cái cách lọc dữ liệu trên một cái bảng dữ liệu của cơ sở dữ liệu. Và cách lọc này người ta gọi là cách lọc tự động.